Em xin kính chào tất cả các bác nhé. Phiên hôm video hôm nay em lại lên chia sẻ đến các bác rất là nhiều những cái loại hoa lan đẹp các bác nhé. Hãy cô chú anh chị vào sưu tầm thì ủng hộ cho em ạ. Các bác ưng loại gì thì các bác gọi điện trực tiếp với em để đặt hàng các bác nhé. Đấy, cứ gọi điện qua cái số điện thoại của em là 0394547221, số đấy cũng là số Zalo của em luôn các bác ạ. Đấy, các bác có thể add qua Zalo chính của em để các bác đặt hàng nhé. Đấy, các bác có, hoặc là máy bận thì các bác có thể để lại cho em xin một tin nhắn nhé cả nhà. Đấy, hôm nay rất là nhiều những cái mặt hàng đẹp luôn, toàn là những cái hàng mới hot hit luôn các bác nhé. Hôm nay đấy, và hôm nay có một sưu tầm được một ít quế trắng tháng 8 hàng lá nhân đấy, hàng rất là đẹp luôn các bác nhá, cực phẩm luôn. Hôm nay có một cây đẹp cực phẩm luôn đấy ạ. Đấy, và cù la minh đấy, rất là nhiều những cái loại đẹp luôn. Thì các bác vào đón xem video của em và các bác đặt hàng nhé. Thì đầu video em sẽ lên trước các cái mã của cù la minh live với cả hoàng nhạn các bác nhá. Đấy, một cái loại rất là đẹp luôn các bác ạ. Phải gọi là rất đẹp luôn nhá cả nhà ơi. Đấy, phiên hôm trước em lên thì cũng rất là nhiều những bác mua ủng hộ cho em đấy ạ. Đấy, em cũng chỉ còn số lượng ít nữa thôi là hết cái loại của cái này. Vì là em nhớ là cách đây mấy năm ấy, là cách đây mấy tháng em cũng có bán khoảng 7 đến 10 dề cái loại này. Đấy, nhưng nó là hàng dề to. Thì lúc ấy rất là nhiều những bác gọi điện để mua nhưng mà không có hàng. Thì các bác nhiều số bác bảo là cũng có hàng giống không. Thì hôm nay em có chia sẻ đến các bác những cây giống sưu tầm hàng vừa tiền nhé. Đấy, thì các bác chọn mã nào thì các bác nhắn cho em. Đây, em sẽ lên cái mặt hoa. Nó nở tại nhà khách của em luôn này. Chính là những cái cây nở tại nhà luôn nhé. Đó. Bông của nó sẽ có màu bông màu xanh vàng. Đấy, như khách của em bảo thì bông màu xanh cốm cộng với màu vàng. Đấy, thành ra là nó thành một cái màu hoa rất là đẹp và màu hoa thì cực kỳ thơm nhé cả nhà ơi. Đấy, đây là bông nở tại nhà khách của em luôn đấy các bác ạ. Khách bảo là hoa đẹp lắm luôn ý. Và cái lưỡi này nó biến thiên nhé các bác nhá. Đấy, lúc nở gần tàn đấy, thì hoa nó sẽ chuyển sang cái màu họng của nó sẽ là màu trắng. Đấy, nên là các bác chơi được hai màu hoa luôn các bác ạ. Đấy, đây là màu hoa nở trực tiếp, nở tại nhà luôn các bác nhá. Đấy, thì các bác là muốn sưu tầm cái loại này thì các bác ủng hộ cho em nhá. Em sẽ lên theo từng mã, mã toàn bộ là hàng đẹp luôn các bác ạ. Đẹp lắm ý, cây toàn bộ là cây đẹp thôi. Hàng em tuyển từng cây rồi vì cũng số lượng rất là ít thôi. Đó, cái cây mã 1 này em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 này. Đấy, rất là đẹp nha, mã 1, 180. Mã 2 này. Mã 2, cây này em chia sẻ cho các bác với giá là 160.000 cho mã 2. Dễ sổ xanh này các bác này. Mã 3. Đây, mã 3 đi ạ. Mã 3, 160. Mã 4 này. Lá to, lá đẹp, chân rết. Mã này 180 này. Mã này 180 nhá, mã 4 này. Đó, mã 5. Mã 5 đây các bạn nhìn này, những cái cây nhỏ như này, không phải nhỏ đâu, nó cũng là hàng size tầm trung rồi. Đấy, size tầm trung. To thì cũng không phải là to, vì cái giá như này thì thật sự với các bác là cái giá nó chỉ size tầm trung thôi. Đây, các bạn nhìn là cũng đã có ngồng hoa cũ rồi, vì cái nô này cũng là nở hoa hết rồi các bác ạ, chứ không phải là cái hàng chưa hoa đâu. Nên các bác yên tâm nhá. Đó, mã này 180, mã này mã 5. Mã 5 180. Mã 6. Đây ạ, mã 6 này các bác này. Mã 6 180. Mã 7 này. Mã 7. Lá to đẹp, mã 7 180 này. Cái mã 8 này đẹp lắm này. Đấy, riêng cái mã 8 này em chia sẻ với giá là 195.000. Đấy, mã này siêu đẹp luôn. Nhìn như cây nhạn này các bác ạ. Đấy, nhìn đẹp lắm. Lá gốc còn nguyên nhá. Cây này nó già đanh già cao cỗi luôn. 195 cho mã này là mã 8. Và mã 9. Mã 9 này thì đây, cây nó rất là to đẹp nhá. Cây nó to đẹp nhưng mà cái cây này, cái lá là một lá nó hơi bị bể lá này. Cây này thì em thanh lý luôn cho các bác. Cây này thanh lý luôn cho các bác với giá là 150 nhá. 150, cây này đáng là 180 nhưng nó hơi bị bẻ lá thì em chốt là 150. Tiếp theo em lên các cái mã của quế trắng tháng 8 hàng lá nhân các bác nhá. Đẹp lắm. Em hôm nay có duy nhất 4 mã thôi. Các bác nhanh tay gọi điện cho em để đặt hàng nhá. Em yên tâm là cái giá này em nghĩ là bao rẻ đấy. Đó. Cây này thì nhăn nhẹ thôi, nó ở cùng với cái chậu ở đấy thì em tách ra. Nó ở cùng cái chậu đấy. Nên là đây này, có cái cây này này. Một mẹ đẻ ba con. Ba con, em thấy là một mẹ đẻ ba con.
hai cây ở gốc. Đây các bạn nhìn này, hai cây ở gốc là cây con của nó cũng khá to nhá. Đây cái cây con của nó này, đây này, đó, đây các bạn nhá. Đấy, một cây này, hai cây này, đấy, và cái mã này đây đó. Cây này cây lá nhanh các bác nhá, nhanh nhúm nhím luôn các bác ơi, siêu nhanh. Đấy, con này thì tuyệt vời mặt trời luôn rồi, có 102, cây siêu dài các bác ạ, nó dài lắm là dài luôn ấy. Đấy, đây cả con ở trên lách lá nữa này, để cả con ở lách lá nữa các bác nhá, và hai con ở gốc nữa này. Đó, bác nào lấy cây này về lên tác phẩm thì quá là đẹp luôn. Con này em chia sẻ cho các bác với giá là 1 triệu 8 nha các bác nhá. Ngồng hoa cũ thì rất là nhiều, siêu nhiều luôn ấy các bác ạ. Đây này, đấy, ngồng hoa cũ vẫn còn này. Đấy, một mẹ đẻ ba con đây, rất là dài. Cây này dài lắm, các bác nào lấy về lên tác phẩm nhá thì chốt cho em 1 triệu 8. Có một cây duy nhất thôi ạ. Đó, bác nào lấy cái cây nhân nhúm này thì chốt ủng hộ em nhá. Quế nhân nhúm nhá. Đấy, nguyên một dề của nó đấy, và gọi là nguyên một dề. Đấy, đây là cái mã quế nhân nhúm VIP nhá. Chốt cho em là 1 triệu 8. Đó. Và em có mấy cái chín cây này cũng cùng chậu. Đây này, mã này thì nhanh nhẹ thôi. Cái cây này thì nhanh nhẹ nhá. Cây này nhanh nhẹ thôi. Cây này nhanh nhẹ nhưng mà cũng rất là xếp đẹp. Cây này 180. À cây này thôi để cho các bác 180.000. Bác nào sưu tầm làm giống quá là gì. Cây này chốt thì chốt nhanh cho em 180. Đó. Là mã 2, mã 2 của quế. Mã 3 cây này cũng là nhanh nhẹ thôi các bác nhá. Cây này nhanh nhẹ thôi nhưng mà cây nó rất là dài. Đây ạ. Đây các bác nhá. Mã 3 cây siêu dài luôn. Mã này em để cho các bác với giá là 350. 350. Cây rất là dài nhá, nhanh nhẹ. À đâu, cũng gọi là nhanh đấy. Đây này, các bác nhìn lá nào cũng nhanh này. Đó. 350 cho mã này là mã 2, 350. Mã 3 cũng là một con quế nhanh. Đây quế nhanh đây, lá toàn bộ là hàng lá nhanh nhá. Đây ạ. Lá nhanh hết các bác nhá. Đây cái chỗ này thì nó hơi bị thủng một tí lá thôi. Nhìn nó hơi thủng. Đấy. Cái này con một con quế nhân này. Con này em để cho các bác với giá là 550. Đấy, quế nhân 550 cho mã này là mã 4. Mã 4 à? Mã 4 quế nhân 550 nhá. Đấy đây là quế nhân nhá. Tiếp theo, em sẽ xả một chút nhạn 4N. Đấy. Hoa nhạn 4N thì các bác biết đã biết cái mặt hoa của nó rồi đấy ạ. Hoa của nó cực kỳ đẹp luôn cả nhà ơi. Đấy, dòng 4N này các bác chơi thì đỉnh luôn ạ. Đây em sẽ lên cái mặt hoa. Đây. Cái mặt hoa của cái nhạn 4N đấy các bác này. Bông của nó cực kỳ to, khuôn bông to lắm các bác ạ. Mà hoa thì rất là thơm nhá. Thì em sẽ lên có 5 mã 4N chia sẻ rẻ đến các bác nhá. Đây. Con này là con mã 1. Con này thì có mấy cái lá này nó bị xấu. Nó hơi bị dập nên là em không phải bị dập mà nó bị kiểu như là nó bị xấu ấy, nên là em bỏ nó đi cho các bác lấy về sưu tầm làm giống để kích con nhá. Đấy, một số bác còn vặt đi để kích con dáng dừa cơ. Đây ạ, bác nào lấy cây này em để cho các bác với giá là 60.000 cho các bác sưu tầm làm giống nhá. Đấy, lá ngọn còn nguyên thân của nó đây. Đấy. 60.000 cho mã này. Đấy, mã này là mã 1, 60. Mã 2. Con này cũng thanh lý cho các bác. Con này thì đây ạ, nó như thế này. Con này thanh lý cho các bác với giá là 80.000. 80.000 cho con này, con lá mít xếp rụt nhá. Nó là dòng lá mít xếp rụt đấy ạ. 80.000 cho con mã 2. Mã 3, con này thì hầu như là đẹp. Hầu như là đẹp, chả có lỗi lầm gì luôn các bác nhá. Con này 230.000. Con này 230.000 cho con 4N này, lá to lá mít này. Đấy. Lá to lá mít 230.000. Đây ạ. Đó, là mã 3. Mã 4. Mã 4 là một con 4N. Con này thì cũng không lỗi lầm gì luôn. Đấy, con này 180 nhá, cho bác nào sưu tầm nằm giống 180. Mã 4. Và cái mã 5. Cây giá đánh giá của cái cây này là em bị rơi ở cái trụ to của em ra đấy, chứ còn thì cây này nó là cây già ghép trụ đấy. Cây giá đánh giá cỗi luôn, không lỗi lầm nha. Cây này bác nào sưu tầm nằm giống hàng lá mít này, bản lá to này. Cây này 150, cho bác nào lấy con này 150. Đấy. Sưu tầm những cái mã này thì quá là tuyệt vời rồi các bác ạ. 150 nhá. Giá gì? Đấy là nhạn 4N nhá. Tiếp theo còn rất nhiều hàng nữa để lên cho các bác luôn các bác ạ. Hôm nay em sẽ xả cả trâu như bệt. Hôm nay trâu như bệt em còn duy nhất 2 dề. Đấy, phải gọi là trâu như lưỡi bệt.
cái dòng trâu như nữa bệt này, hoa của nó rất là sai. Đây ạ, em sẽ lên cái mặt hoa. Nó là một dòng trâu như bệt, là hoa của nó là hoa bệt nữ tím. Nó sẽ rủ xuống như một suối hoa như này. Đây các bạn này. Đó, là trâu như bệt nhá. Trâu như bệt này thì em hôm nay em xả, em còn 2 giờ em xả cho các bác giá rẻ luôn. Sập sàn luôn nhá. Đấy, đây ạ. Cái bã một này, nguyên một rề của nó siêu nhiều mầm luôn các bác ạ. Mã này để cho các bác hôm nay giao lưu 220.000 nhá. Rẻ vô địch luôn, chưa bao giờ bán cái giá trông như rẻ như này. Đấy. Trước này em bán 350 đấy. 220.000 cho rề này, rề mã 1 nhá, siêu nhiều mầm luôn. Đang xuống lá để chuẩn bị cho hoa rồi đấy các bác ạ. 220 cho rề mã 1. Rề mã 2 to, nhiều thân. Đây. Đây các bác này. Đấy, các thân này toàn là bộ là thân tơ hết đấy các bác nhá. Đấy. Và đang chuẩn bị xuống lá để cho hoa rồi. Bên dưới này rất là dài này. Đấy. Mã 2 các bác mua về chỉ việc treo vào cho hoa thôi. Mã 2 250. Đấy, bắt đầu lấy mã 2 đấy, rất là to này, 250 nhá. Đấy, đấy là trâu như bệt hôm nay cho chia sẻ cái giá rẻ. Tiếp theo em có mấy cái mã của hỏa hoàng cam. Hỏa hoàng cam hôm nay đẹp lắm các bác ạ, hàng toàn bộ là hàng dề nhá. Chia sẻ cái giá cũng rẻ luôn, còn một số dề em chia sẻ lốt cho các bác cái giá rẻ thôi. Đây cái mặt hoa của cái hỏa hoàng cam. Hoa của nó rất là đẹp luôn các bác ạ. Đẹp lắm. Màu rực rỡ nhá. Đấy, cái màu cam này thì rất là ít loại hoa lan có màu cam ngoài trâu màu cam thôi, còn đâu đa số là toàn những cái màu khác. Màu cam thì em thấy chỉ có một vài loại thôi ạ. Cái mã 1, một rề của nó đang có nụ này các bạn này. Đấy, rất là nhiều cây nhá. Cây bên dưới này nó là một cây dáng thác đổ, rất là to. Đây này. Đó. Cái rề này bắt đầu là em để với giá là 180.000. 180.000 cho cái rề hỏa hoàng cam mã 1. Hỏa hoàng cam mã 2. Nguyên một rề to nhiều cây các bác nhá, siêu nhiều cây luôn, mã 2 180. Cái mã 3. Mã 3 này thì nó em chia sẻ thanh lý cho các bác với giá là 120.000. Đấy, mã 3 nhá, một mã 3 120. Đấy, tiếp theo em sẽ đến những cái loại ở đây em có một cái chậu bạch nhạn hay còn gọi là nhạn trắng đấy. Hoa rất là đẹp nha cả nhà. Cái dòng này hoa thơm nó giống như quế trắng tháng 8. Chậu này của em phải đến đôi 4 sóng, bao nhiêu cây luôn, ung tùm nhiều cây lắm. 320.000. Thôi hôm nay để giao lưu cho các bác 300k, có một chậu duy nhất 300k bạch nhạn. Hàng thuần rất là lâu rồi các bác nhá, không phải hàng mới ghép đâu. Các bác nhìn là các bác biết ạ. Bộ lá, chất lá rồi chất rễ của nó rất là đẹp luôn. 330 cho chậu bạch nhạn này nhá. Đấy là bạch nhạn 330. Tiếp theo em sẽ lên hoàng nhạn vàng 3. Đây ạ, hoàng nhạn vàng 3 nó một dòng nhạn đột biến. Hoa vàng và lưỡi màu trắng. Cái dòng này thì hoa của nó sẽ giống như giống của bông bốn đờ nhưng lưỡi của nó sẽ có màu trắng nha các bác. Đây ạ, hoa của cái hoàng nhạn bốn đờ đây các bác này. Hàng hoàng nhạn Amba này. Đã em bán cho các bác là hàng chuẩn giống các bác nhá. Đấy các bác yên tâm là hàng mua sẽ chuẩn giống. Đây em có một cái cây lẻ. Em chia sẻ cái cây này là 230.000 cho cây lẻ này là 230 nhá. Và những cái chậu cây đôi. Những chậu cây đôi như này, em chia sẻ cho các bác với giá 500.000 cho một mã. Gồm hai cây là xếp đẹp nhá, 500.000 cho chậu mã 1 này, Amba mã 1 này. Amba mã 2 500k. Và cái chậu 3 cây 750. Đây ạ, chậu 3 cây lá mít xếp đẹp này. 750. Đấy, 750 nhá, rất là đẹp luôn. Tiếp theo em sẽ xả một số những giò trầm hoa tím lịm luôn. Hôm nay em còn đôi 4, 6, 7 giò. 7 giò trầm thôi. Chia sẻ thanh lý cho các bác cái giá gọi nhìn này. Rẻ nhất quả đất luôn. Lỗ các bác ạ. Vậy là em chụp cái mặt hoa nó nở tại nhà đây các bác này. Hoa của nó tím lịm tím luôn các bác nhá. Bình thường các bác mua nó không được tím như này đâu ạ. Nhưng cái lô này của em được cái là nó nở rất là đậm. Đấy, nở rất là đậm luôn và hoa thì các bác biết rồi đấy, trầm hoa nó rất là thơm nhá. Đấy, hôm nay chia sẻ combo luôn đi cho nó rẻ luôn. Đấy, đã rẻ thì cho rẻ hẳn luôn các bác ạ. Để các bác mỗi bác ủng hộ cho em cho nó hết luôn nhá. Đây. Combo 2 giò này. Đây ạ. Combo 2 giò này nhá. Đây này, giò mã 1 này. Giò mã 2 này. Combo 2 giò này em để cho các bác với giá là 110.000 cho combo 2 giò này là giò 1 nhá. Trầm 1 110. Trầm 2 giò này rất là đẹp này, nhiều mầm này. Trầm 2 giò này em chia sẻ cho các bác với giá là 80.000, nhiều mầm lắm, thân dài nhá. Đấy.
Mã 3 chầm này. Mã 3 chầm em cũng chia sẻ với giá là 80.000 nhá. Mã 3. Mã 4, gió to nhiều mầm, gió này em chia sẻ với giá là 90. Và cái gió lăn to nhiều mầm đấy nhất này, đẹp nhất. Còn sót lại. Đấy, mã này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000. Cho mã này là mã 5. Và mã 6 cũng là một mã đẹp. Mã 6 cũng là một mã đẹp các bác nhá. Mã 6 cũng là một mã đẹp nhiều mầm này. Đó, em chia sẻ mã này là 120. Đấy, hai cái mã 56 này thì là hẹp to nhá, 120 ạ. Đấy là chầm nhá. Và em có hỏa hoàng đỏ. Đây, hỏa hoàng đỏ em có mấy dề chia sẻ đến các bác. Đẹp lắm. Cái dòng hỏa hoàng đỏ này thì nó giống như bông của hỏa hoàng cam, nhưng mà hoa của nó sẽ có màu đỏ nhá. Đỏ 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 tươi ấy, không phải đỏ đậm đâu các bác ạ. Hoa rất là đẹp luôn. Và cái dòng này thì siêng hoa. Em sẽ lên cái dề mã 1 200.000 cho giò siêu to khổng lồ luôn, 200.000 cho giò mã 1. Giò mã 2 200k. Giò mã 3 này em chia sẻ 180. Đấy là hỏa hoàng đỏ nhá cả nhà ơi. Đấy, hỏa hoàng đỏ 180 ạ. Tiếp theo em có Korakoki. Korakoki, ôi giời ơi, hôm qua cái chậu này đùa chứ. Phải đến 4 5 bác gọi điện để chốt, xong về sau cái bác kia lại xả đơn với bác ấy bị đi công tác, em chẳng biết là có công tác thật không. Chứ hôm qua cái giò này 4 5 người gọi điện. 280.000 cho giọng Koki này nhá cả nhà ơi. Hai chậu hai cây thuần rất là lâu, cây đẹp nhá. 280 cho Koki 1 này. Koki 2 to. Koki 2 to chậu cây đôi 450. Đấy, Koki 2 nhá. Koki 3 300k chậu 3 cây. Đấy, 300k nhá. Đây là ba cái mã của Koki. Em có một cái chậu hoàng nhạn nai với cả mặt trời Bangkok. Hoa thì siêu đỉnh các bác ạ. Chậu này em chia sẻ 220.000, có một chậu này 220.000 là xếp nhá. Và chồn. Đuôi chồn thì hôm nay em chia sẻ đến các bác là 400.000 cho một chậu chồn hồng. Toàn bộ loại này thì nó là cái hàng hoa đẹp nhá cả nhà ơi, hoa đẹp nhá. Đấy. Chồn 1 này. Chồn 1 này, rất là nhiều cây 400. Đấy. Chồn 2 cũng 400 này. Và cái giò chồn 3. Đấy, cũng 400k. Đấy, các bác lấy chồn thì ủng hộ cho em nhé cả nhà ơi. Đấy, cái mã đấy cũng là mã cuối của video. Anh ơi. Đây nhá. Em có đen rô xuân này. À đây, em lên cuối video đen rô xuân đi. Hôm nay xả cho các bác 250 một chậu. Đấy, 250 một chậu nhá, rất là nhiều luôn. Đó, đây. 250.000 cho một chậu thôi. Mã 1 này. Mã 2. Mã 3, toàn chậu to luôn các bạn. Chậu to là trước em toàn bán 350 đấy. Thanh lý lỗ luôn. 250 cho mã 4 này. Mã 5 này. Và mã 6 này. Đây là 6 cái mã của đen rô xuân nhé cả nhà. Đấy thì các bác đấy cũng là cuối video rồi. Thì em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và gặp lại các bác những phiên video tiếp theo nhé.